Thank you.
ở đây không? Phải luôn, bé hơn 1 tuổi. Trời không lặng à? Hôm nay không đi làm à? Đan váy. À, đẹp quá. Đan bao lâu thì xong? Bao nhiêu lâu thì xong một cái váy? 1 năm. 1 năm à? Ồ, lâu thế. Chị thằng nó biết tiếng anh à? Đi xuống đây đi con. Đi vô đi. Chụp cho em vài tấm hình nè. Em bé nó không lạnh nè. Ăn kẹo đi. Con em à? Vâng. À, em có mấy đứa con? Mỗi đứa. Vậy mới chồng à? Vâng. Ừ. Chồng giờ đang đi làm gì? Chồng bây giờ nó ở nhà làm nương ạ. Làm nương. Chồng ngô à? Vâng. Còn đây là chị à? Làm kéo thế. Muốn cái gì? Chị biết em muốn gì? Cái này là váy hay là gì? À, váy à. Thu con đi. Có bao giờ thu con đâu. Không bao giờ thu con nè. À, ngủ đi. Hát bài gì cơ? Hát bài tiếng Mông nè. Bình khâu rồi. Đây là nhà của người Mông. Tối có điện không ạ? Mà được không? Nha. Buổi tối có điện không? Buổi tối có điện là bật lên không? Có à? Có tivi không? Không có tivi à? Đây là gian bếp. Đây là nơi ăn chốn ở của người Mông. Bếp mà lại cũng có giường gần bên bếp. Nhà đây luôn à? À, thế nhà cũng rộng, nhiều người ở. Nhà nuôi được mấy con lợn? Có nuôi lợn không? Nuôi gà. Thank you.
Ai đan nhanh hơn? Ai đan nhanh nhất? Cô kia chắc là may nhanh nhất. À, ai may nhanh nhất? Ôi, có thật đó. Cháu tên gì? Giang. Vẫn là người mong ở đây hết rồi. Đấy, người mong hết.
chính sách của nhà nước là tập trung họ lại để xây những cái khu để cho họ ở chung với nhau, họ có hưởng ứng không anh? Đây rất là tốt này. Cái này là đúng ở gần nhau. Hỏi chuyện được không? Hôm nay ông đi làm à? À, và đi hái gì đấy? Đi hái chè. Hái chè, không có chè. À, thường là hái chè bao lâu thì được nhiều hay ít? Không được tí nào hết, đi về à? Nhà sao không? Không trả lời. Đây là hai cô gái người Mông trên đường đi hái chè nhưng mà không có được chè gì cả. Subscribe vào YouTube này, nhớ subscribe kênh nhá. Mấy bạn nhớ subscribe kênh nhá.